ngày 23 tháng 10, Vietinbank đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức lễ ra mắt thẻ điện tử công chức, viên chức và thanh toán không dùng tiền mặt tại địa bàn thành phố Yên Bái. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Về phía Vietinbank có đồng chí Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank, đồng chí Trần Công Cùng Lân, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin. Vừa qua, Vietinbank và Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã phối hợp triển khai đề án thẻ điện tử công chức, viên chức thành phố và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030. Đề án nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Yên Bái và sự ủng hộ của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, Vietinbank sẽ tiếp tục cấp thẻ để đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên chức của thành phố được trang bị một thẻ để thực hiện điểm danh hàng ngày cũng như tại các cuộc họp. Đồng thời, cũng là thẻ tích hợp chức năng ATM giúp cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của chính phủ với mục tiêu tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán ở mức dưới 10%, đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Hiện tại, Vietinbank đã và đang đồng hành triển khai giải pháp này cho 50 trên 63 tỉnh, thành phố. Qua quá trình triển khai, giải pháp đã nhận được sự đánh giá cao của các địa phương, phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Dự kiến, trong thời gian tới, Vietinbank sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với tất cả 63 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.